đề nghị hai đội xoay lưng lại cho bàn rồi trong địa bàn chúng tôi để chúng tôi ghi vị trí của các cầu thủ. Đề nghị các cầu thủ quay lưng về phía ban tổ chức chúng tôi. Vâng, trọng tài cho đánh pha bóng chính thức luôn, không có đánh thử ạ. Vâng, điểm số đầu tiên cho khu 1. Phát bóng hỏng, đổi điểm cho khu Tân Quang. 1-0. Bóng ngoài sân, đổi điểm cho khu 1, 2-1. Bước 1 không tốt, đội điểm khu 1, 3-1. Đánh bóng chưa sang, điểm bóng cho khu 1. Phát bóng tốt. Phát bóng tốt. Điểm bóng cho khu 1. 6-1. Bóng ngoài sân, đánh bóng ra ngoài, điểm bóng cho khu 1. 7-1. Đổi điểm cho khu Tân Quang 1-7. Đánh bóng không qua lưới. Đổi điểm cho khu 1 8-2. Khu 1 đánh bóng tốt, 9-2. Bóng ngoài sân, đổi điểm cho khu Tân Quang 3-9. Khu Tân Quang cố lên. Hiện anh đã tranh nhau 6 quả rồi. Chỉ là 6 điểm Quang. Đánh bóng không qua. 13. Đổi điểm cho khu 1 13. Diễn biến ở set thi đấu đầu tiên, trận thi đấu thứ 3 trong cuộc bóng loại buổi sớm hôm nay diễn ra khá nhanh. Đánh bóng chưa sang. Đánh bóng không qua lưới, đổi điểm cho khu Tân Quang 4-10.
Rồi. Dính bóng đổi. Rồi dính bóng, lỗi kỹ thuật đổi điểm chung cuộc 11-4. Vận động viên Ngô Tấn Quang xin được ý xin mời cầu thủ chúng ta ra ngoài. Mười hai bốn cho khu một. Dính bóng đội điểm khu Tân Quang 5-12. Một lỗi dính bóng đổi điểm cho khu Tân Quang. Đánh bóng tốt. Đội điểm khu đổi điểm cho khu 1 13-5. Hát bóng tốt, bước 1 không tốt, 14-5. Bắt bước 1 không tốt của khu Tân Quang. Điểm bóng cho khu 1 14-5. Bỏ nhỏ. Đánh bóng tốt. Điểm cho khu 1 15-5. Bỏ bóng tốt. Điểm cho khu 1 16-5. Đội điểm khu Tân Quang 6-15. À, xin lỗi 6-15. Vâng, rất tốt. Bóng vẫn còn. Bóng vẫn còn. Khu 1 cố lên. Chắn bóng ra ngoài. Điểm bóng khu 1 16-6. 16-6 cho khu 1. Vâng, lỗi. Đổi điểm cho khu Tân Quang 7-16. Lỗi của khu 1. Đổi điểm cho khu Tân Quang 7-16. Bên bên các cầu thủ đội tuyển khu 1 rất nhiều công. Gần như các cầu thủ nào cũng công được. Trời, chúng mình ngồi tí thì tốt quá. Đây nhá. Vâng. Không nhận ra mình à? Không. Đúng nhất là trận đấu thứ 3 này diễn ra phải nói là rất tốc độ. Bắt đầu vào trận thứ 3 mới quay được. Mới bắt đầu quay. Tám mười tám cho khu Tân Quang. Bỏ đây. Vâng, đánh bóng tốt. Đánh bóng tốt. Điểm bóng cho khu Tân Quang 9-18. Đánh bóng tốt, đổi điểm cho khu 1 19-9.
Vâng. Vâng vâng. Không hiểu ý. Đánh bóng không hiểu ý nhau. Điểm bóng cho khu 1 29. Vâng, bỏ nhỏ thành công. Đổi điểm cho Phương Tân Quang 10-20. Đánh bóng ngoài sân. Điểm bóng cho khu 1 21. Mời các bạn lại theo dõi set thứ 2 trận đấu giữa khu Tân Quang và khu 1. Là trận đấu thứ 3 buổi sáng hôm nay. Không cứu được bóng. Điểm bóng trong khu Tân Quang. Điểm số đầu tiên cho khu Tân Quang. Bóng ngoài sân. Đội điểm khu 1. 1-0. Phát bóng tốt. Điểm bóng cho khu 1. 2-1. Đánh bóng không qua lưới. Điểm bóng cho khu Tân Quang. Cho khu Tân Quang 2-2. Cầu thủ của hai đội đã chuẩn bị. Bóng trong sân. Bóng rơi tự nhiên, không ai đỡ. Điểm bóng cho khu 1. 3-2. Bóng chưa sang. Đánh bóng không qua lưới. Điểm bóng cho khu Tân Quang 3-0. Bóng ngoài sân. 4-3. Đánh bóng ra ngoài sân. Điểm bóng cho khu Tân Quang 4-3. Đổi điểm khu 1 4-0. Đánh bóng tốt, đổi điểm cho khu 1 4-0. Khu 1 phát bóng. Phát bóng tốt. Bóng ngoài sân. Đánh bóng ra ngoài sân. 5-4 cho khu 1. Đổi điểm cho khu 1. 5-4. Sáu bốn cho khu 1. Phát bóng không qua lưới. Đổi điểm cho khu Tân Quang 5-6. Đánh bóng, phát bóng không qua lưới. Đổi điểm cho khu 1. Đổi điểm cho khu 1 7-5. Bắt bước 1 không tốt. Điểm bóng cho khu 1 8-5. Khu 1 phát bóng. Bóng trong sân.
Phát bóng tốt, bóng trong sân. Điểm bóng cho khu 1. 9-5. Bóng vẫn còn. Quả bóng rằng co rất đẹp. Phú Tân Quang cố lên. Xét thứ hai như thế nào đây? Đội điểm Phú Tân Quang 6-9. Đánh bóng ra ngoài, đổi điểm cho khu Tân Quang 6-9. Đánh bóng tốt, đổi điểm khu 1 16. Bóng trong sân, đổi điểm khu 1 16. Đánh bóng chưa sang, đội điểm Phú Tân Quang 7-10. Lưới rồi. 8-10 cho Phú Tân Quang. Lỗi lưới. 8-10 cho khu Tân Quang. Bước 1 không tốt, 9-10. Bóng chưa sang, 11-10 cho khu Tân Quang. Thân hữu đội điểm 14-0. Đội điểm Chú Vân Quang 12-11. Đang bóng chưa sang 13-11. Bóng không qua lưới. Điểm bóng cho khu Tân Quang 13-11. Đội điểm bóng tốt, đội điểm cho khu 1 12-13. Đánh bóng ra ngoài. Điểm cho khu Tân Quang 14-12. Phát bóng hỏng ra ngoài, đội điểm khu 1 13-14. Bóng chưa sang, đội điểm đánh bóng không qua lưới. Điểm bóng của khu Tân Quang 15-13. Bóng không qua lưới. Điểm bóng cho khu Tân Quang 16-13. Chắn bóng ra ngoài. Đổi điểm cho khu 1 14-16. Rồi.
Pha bỏ nhỏ thành công của các cầu thủ đội tuyển Tân Quang đây là 11. Thời gian hồi ý đã hết. Vâng, sẽ được tiếp tục. Đội tuyển U1 có sự thay đổi người. Đánh bóng ra ngoài. 18-4 trong khu Tân Quang. Đổi bóng trong khu Tân Quang. 18-14. 19-14. Đỡ bóng ra ngoài. Điểm bóng của khu Tân Quang 19-14. Vâng, ở set thi đấu hai này đội tuyển các cầu thủ đội tuyển Tân Quang đã hòa nhập cùng với nhịp đánh của. Đấy, bóng tốt, điểm bóng cho Tân Quang 20-14. 20-14. Vâng, chắc chắn sẽ diễn ra khoảng cách 6 điểm và chúng ta có 1 điểm là kết thúc. Khu Tân Quang cố lên để chiến đấu set thứ 3. Đánh bóng ra ngoài, đổi điểm cho khu 1. 15-20. Để bóng rơi tự nhiên. Điểm cho khu Tân Quang 21-15. Set thứ 2, phần thắng thuộc về khu Tân Quang. Đội tuyển này đội tuyển Set thứ 3 được tiếp tục. Theo điều lệ của giải thì giải bóng chuyền hơi nữ của lễ hội Đình Trung, xã Giáp Lai, bóng ngoài sân điểm số đầu tiên trong đội tuyển khu 1 là bóng chuyền hơi nữ thi đấu là 3 set thắng 2 và set thứ 3 là 15 quả 2-0 cho khu 1. Hiện nay khu 1 đã set thứ 3, khu 1 đã nâng lên 2 điểm. 3-0 cho khu 1. Đánh bóng ra ngoài sân. Bóng ngoài sân đổi điểm. Đổi điểm cho khu Tân Quang 1-3. Đánh bóng tốt, đổi điểm cho khu 1. 4-1. Chắn bóng tốt, bóng vẫn còn. Bóng lót tốt. Đánh bóng tốt. Điểm cho khu 1 5-1. Và đội tuyển khu Tân Quang xin dừng hội ý. Khu Tân Quang xin dừng hội ý kỹ thuật. Thời gian hội ý đã hết.
đánh bóng không qua lưới. Điểm bóng cho khuôn 1. 6. Phát bóng hỏng. Đội điểm của Tân Quang. 2-6. Đánh bóng không qua lưới, điểm đổi điểm cho khu 1, 7-2. Đánh bóng chạm trắng. Điểm cho khu 1, 8-2. Hai đội đổi sân. Theo quy định của điều lệ giải, bóng chuyền hơi nữ Đình Trung xã Giáp Lai thì bóng chuyền hơi nữ là đánh 3 xét, thắng 2 và xét thứ 3 là 15 quả. 38 cho khu Tân Quang. Thế đổi sân là được 8 quả, hai đội đổi sân. Để bóng rơi tự nhiên, không ai đỡ. Điểm bóng cho khu 1, 9-3. Tiếp tục. Để bóng rơi tự nhiên, không ai đỡ. Điểm bóng khu 1, 10-3. Điểm bóng của khu 1, 11-3. Vâng, sau trận thi đấu này sẽ là trận thi đấu thứ tư trong buổi sớm ngày hôm nay giữa khu 7 và khu 6. Đề nghị hai đội chúng ta chuẩn bị. Đội điểm của Tân Quang 41. Đánh bóng tốt, 5-11. 5-11 cho khu Tân Quang. Đóng ngoài sân 6-11. Bóng vẫn còn. Quá đẹp. Bóng ngoài sân 71. 71. Vận động trưởng khu 1 xin dừng hội ý. Xin mời hai đội tác ra bên ngoài sân. Đánh bóng không qua. 81 cho khu Tân Quang. Điểm bóng cho khu Tân Quang 81. Khu Tân Quang cố lên. Chỉ còn tranh nhau 3 điểm nữa thôi. À,
bóng không qua lưới. Điểm bóng cho khu Tân Quang 9-11. Chỉ còn 4 điểm nữa là khu 1 mới lên được đích cuối cùng. 10-11. Điểm bóng cho khu Tân Quang. Hết thời gian hội ý rồi. Hai lần rồi mà. À thanh người. Khu 1 tiếp tục thanh người. Bắt bóng không qua lưới. Đổi điểm cho khu 1. 12-10. Một mười hai cho Tân Quang. Bóng trong buộc. Điểm bóng cho khu Tân Quang 13-12. Hai đội cố lên, vẫn còn bóng, vẫn còn bóng, rất đẹp. Hai đội giằng co xét thứ ba rất là quyết liệt. Bóng ra ngoài, vâng, chỉ có điểm số thôi. 14-12. Vâng, đó là cú luôn được phòng ngoạn mục của các thủ đội tuyển của Tân Quang. Rất tốt, bóng trong cuộc. Bóng vẫn còn, hai đội giằng co nhau rất là quyết liệt. Cú lội ngoạn mục của khu Tân Quang. Sát thứ ba quả là quyết liệt. Vâng, sự là không thể nào là câu chuyện của Tân Quang.